Gần 80 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, nông sản, dược liệu, thực phẩm chế biến, logistics, xây dựng đã tham dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam Tứ Xuyên Trung Quốc do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Thương mại Tứ Xuyên tổ chức. Theo Bộ Công Thương, trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc có quan hệ hợp tác với Việt Nam, Tứ Xuyên là tỉnh có quan hệ hợp tác kinh tế thương mại lớn thứ 6. Những năm gần đây, hoạt động hợp tác kinh tế thương mại không ngừng đi vào chiều sâu và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, thị trường Tứ Xuyên đầy tiềm năng với dân số khoảng 84 triệu người và Việt Nam khoảng gần 100 triệu người vẫn chưa xứng với tiềm năng. Năm 2023, kim ngạch thương mại Việt Nam Tứ Xuyên Trung Quốc chỉ đạt 11 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn trong tổng kim ngạch thương mại Việt Nam Trung Quốc. Trong bối cảnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc đang duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững, thì doanh nghiệp Việt Nam và Tứ Xuyên cần tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai bên. Do vậy, hội nghị này là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên nâng cao kim ngạch thương mại để tương xứng với tiềm năng thế mạnh hai bên trong thời gian tới.